không uốn lượn, không lực, nhìn kiểu như nó không cơ bắp. Ôi ôi sướng không. Đã chưa? Đây, lại có hàng khủng, vừa khủng mà vừa lập dị luôn. 704K nha các bạn. Ở đây là Tri Tôn An Giang, đang chạy sới tắc 2. 704K là nhìn từ xa thì cứ nhìn cái, nếu mà không thấy được cái cặp vỏ của nó thì cứ nhìn cái mái che. Mái che nó, mái che phẳng nè, mái che thẳng, chứ không có uốn lượn như 70-60. 704K thì sản xuất ở Trung Quốc nha các bạn. Con này mình quay cũng được mấy con rồi, cũng có nói nhiều đến vấn đề này rồi. Nó thì 72 ngựa đó, lớn hơn 7040. Nó xài máy V3008, piston châm chặn 4 máy đó. Không tục bô nhưng bù lại thì nó được 16 van. 3008 là 16 van 3.8 lít đó. Con này thì nó cũng mạnh kinh khủng lắm, nhưng mà mang cái danh sản xuất ở Trung Quốc cho nên dân mình cũng hơi ngại. Đó, ghe cao lập dị của nó đó. Bánh trước thì ghe thường. Ghe cao này chạy lầy sướng mắt lắm. Ghe cao này mình có quay được con chạy ủi luôn. Hồi ủi mà ủi đất lầy các bạn. Nó bư coi mà sướng mắt luôn. Coi nó hú kìa ông đệ. Con này thì cái bình dầu nó nằm bên hông nha các bạn đây này. Đó. Dòng Kubota, dòng đồ mớ thì cái bệnh hú nó là cái bệnh chung mà hú số là nhiều. Cũng có một số con nó hú luôn dần sớ rồi nghe nhức óc luôn. Con này chạy quá khỏe, tốc độ luôn. 704K rồi 854K rồi 954K nữa, cái dòng K của Trung Quốc á. So với 7040 này, con này nó 72 là nó cao hơn 7040 tới 4 ngựa lận, 4 HP lận. Không chạy nước quá khỏe luôn. V3008 nha các bạn, nên chắc ăn là sẽ nặng hơn 7040. 7040 là 2 tấn 90, thì con này chỉ có thể là 2 tấn 1, 2 tấn 2 đó. Cái máy V3008 này khỏi nói nhiều nha các bạn. Nó có mặt trên máy cắt 93, 95, 105 với máy cài 704K, máy cài 8540. Trên 8540 với máy cắt thì nó có tục bô. Chỉ riêng trên con 704K này không tục bô cho nên nó chỉ có 72 ngựa thôi. Mấy máy cài đời mới này thì dòng tua nó đều là 2600 nha. Chỉ có mấy anh dân ma thì mấy anh dòng tua mấy anh cao 2800 không à. Còn máy cắt Kubota thì dòng tua cao nhất thì cũng được có 2700 thôi. Khỏe ghê không? Cái ghe cao này là có một số nơi dưới ở trên Campuchia người ta gọi là ghe 7 nha các bạn. Nhìn cái hình nó giống số 7 đó, cho nên gọi là ghe 7. Mình nhìn mấy ghe cao bình thường, mình nói mấy cái ghe đó, ghe cao nó cao trung bình thôi, cũng có nhiều bạn cũng không chịu nữa. Ý mình nói ở đây cái loại ghe này là loại ghe cao nhất nè. Còn mấy cái loại ghe Nguyễn Đỉnh trong nhà nông thì loại cao bình thường thôi, ghe cao bình thường. Ghe cao này thì ở Việt Nam mình thì nó có mặt trên 704K này với Giang Ma 725. Nhưng mà tùy chọn. Tùy chọn là ở đây là mình có thể lấy ghe cao, còn mấy mình đỏ lại ghe lì. Còn mấy ghe thường cũng được. Nhưng mà chạy đất lúng lầy thì để ghe cao này chạy nó ngon hơn. Ghe này nó đấu ghe vô luôn, hai cái đầu ghe đó, hai cái đầu búa.
Da này 2m2. Con mình quay ủi nó ra cao hết 4 bánh luôn, nó chạy khủng khiếp lắm, nó ủi khủng khiếp lắm. Đất lầy mà nó ủi đi luôn. Tuôn quánh thì tuôn nó cũng nhả mau nữa, loại ga nè. Nhìn châm bơm, nhìn giá châm. Mâm này hình như 30. 30 mà cũng còn trống khoảng so với về ha. Dùng bè đó. Đó các bạn nhìn từ xa để cứ nhìn cái mái che đó, mái che xuồng được là 704K. Nếu mà nhìn không thấy cái bánh gai nữa, tại vì cũng có một số người người ta đổi lại gai thường nữa. V3008 này thì 4 máy đó, bít tông chậm chẳng. Nếu mà so, nếu mà nói thì Kubota mình quay được thì nói chung ở miền Tây đi, thì Kubota đời mới thì có được con 704K này với 7010 là hai con nó 16 van, tất cả đều không thuộc bô hết. Đó, 16 van thì chỉ có trên 3307 với 3008. Còn trên 3006 hình như là nó là 12 van. Một cái tông nó xài 3 van hay gì? Mình nhớ 3006 là vậy. Nhưng mà nói thì nói nó cũng có 2 3 dòng nha các bạn, chứ không phải 3006 là cái là 12 van. Ui. Bạn nào muốn coi ga cao chạy lầy thì báo mình tiếng nha, mình gửi lên cho xem. Ba ngàn tám lên 95, có tục bô thì được 95 ngựa. Nói chung tính, nếu mà tính theo trung bình máy có gắn tục bô thì nó lên được khoảng từ 5 đến 15 ngựa nha các bạn. Nhưng mà áp dụng vô thực tế thì ở hãng người ta đã có tinh chỉnh con heo dầu với cái cánh tục bô rồi, nhưng mà tính theo dân độ của mình á, dân thợ mình độ gắn tục bô vô máy thì nó lên được 5 đến 15 ngựa, 15 ngựa là cao nhất. Hơn ngày ghê chứ, 3008 nó gú mà, hai nạp hai xả mà. Bình nó lúng. Nhìn cái mái che suông này cái nhìn không được đẹp ha. Không uốn lượn, không lực. Nhìn kiểu như nó không cơ bắp. Ôi ôi sướng không. Chứ thì ghê thường. Đã chưa? À, quá mạnh ơi. Hú kìa. 72 ngựa mà. 72 ngựa đều mới. Đấy, con này mà so là phải so ngang kèo với 725 nè. 72 72 ngang nhau đó. Cũng đều 16 van nè. 16 van không thuộc bô đó. Trọng lượng cũng tương đương nhau luôn. Khiếp chưa? Cái ghe cao nó nhìn gàng, nhìn ớn lạnh lắm. Nhìn nổi ra da gà lắm. Nè. Vàng này tới 2m3, 2m4 kìa lận. Khiếp gì.
ớn lạnh chưa? Ghê trời. Dạ này 2m4 lần nha các bạn. Lùm 2m3 lần nha các bạn. Cái cầu bánh chứa nó phải ra cao, nó bư còn phê nữa. Kubota thì nó hay dở cái bánh trước, cái gai nó xài gai lì không à. Đa số người ta đổi là người ta đổi hai cái bánh sau, để cái bánh ghiền trước đi bùn dở lắm. Cái bệnh này là bệnh chung mà, cho nên không có nói được. Thậm chí mấy con máy vừa mới mua về đặt xuống chạy là có hú rồi. Bệnh của dòng đời mới. Thậm chí một số dòng đời cũ giống bị mà hú một số kiểu mà nhông ngang á, hú nhông xéo thì ít hú. Quá mạnh. Ta này cũng chịu đạp lắm nè. Sửa đất mình đó, chỗ đó sửa. Kiếp chưa? Này là quái thú luôn, quái thú đồ mở của Kubota mà. 9540 thì quá lớn. Nếu mà tính ra con này là nằm chùm dòng đồ mở của Kubota. Mấy dòng MU ở Việt Nam mình không biết chừng nào mới có nữa. Ở Thái Lan này có MU5501 rồi. Mét tư nha các bạn, cái dần sớ bữa dài sọc luôn. Thầy nhìn sướng con mắt thấy không? Gây bánh trước đổi lại gây thường rồi, gây ghiên nó bị nứt. 14.9 nha các bạn, cái bánh sau 14.9-30 chứ không phải 16. Xe cao rồi đi 16 chắc nặng lắm. Nó quấu sình nhiều mà. Tư nó vừa dài sọc luôn.